Trung thu đang đến gần. Các lò bánh trung thu truyền thống tại Long Điền đã đỏ lửa. Những ngọn lửa đỏ rực mỗi dịp trung thu là minh chứng cho sức sống của một làng nghề làm bánh hàng trăm năm của huyện Long Điền. Thì bánh trung thu đúng là đặc sản, đúng là nghề truyền thống của huyện Long Điền mình á. Con này phải truyền lại cho con cháu cái nghề truyền thống của cha ông để lại cho mình chứ. Không ai nhớ chính xác nghề làm bánh trung thu đã xuất hiện tại huyện Long Điền từ thời gian nào, nhưng những năm đầu của thập niên 70 thế kỷ 20, bánh trung thu Long Điền đã rất nổi tiếng. Từ một vài cơ sở ban đầu, đến nay huyện Long Điền đã có 16 cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống. Long Điền cũng là địa phương có nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu nhất trên địa bàn tỉnh. Cứ vào tháng 7 âm lịch, các cơ sở sản xuất bánh trung thu lại bắt đầu đỏ lửa để kịp đưa những chiếc bánh thơm ngon đến với khách hàng. Những tên tuổi bánh trung thu Văn Tập Hòa, Văn Hòa Lạc, Văn Mỹ Phong, Tuyết Hưng, Tân Hòa này đã rất quen thuộc với người dân địa phương cũng như khách hàng gần xa. Bánh trung thu truyền thống Long Điền từ lâu được tín nhiệm cũng như chiếm nhiều tình cảm của người dân Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh lân cận bởi hương vị bánh thơm ngon đặc trưng. Trước đây, các cơ sở làm bánh trung thu ở Long Điền đều làm bánh bằng phương pháp thủ công với nhiều khâu, nhiều công đoạn, nên người làm mất nhiều thời gian, tốn nhiều công sức, nhưng năng suất không cao. Hầu hết các cơ sở sản xuất bánh trung thu ở Long Điền đều có tuổi đời hàng chục năm và theo kiểu cha truyền còn nối. Thay đổi giống như hồi xưa mình cha ông mình làm bằng tay chân, bây giờ là nó công nghệ nó cao, mình làm máy móc nhiều hơn. Chứ hồi xưa mình làm 5, bây giờ mình làm có 10. Cái này phải truyền lại cho con cháu cái nghề truyền thống của cha ông để lại cho mình chứ. Ngày nay cùng với xu thế phát triển của xã hội, các cơ sở sản xuất bánh trung thu ở Long Điền không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại như khuôn bánh bơm hơi, chảo quay nhân bánh bằng điện, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa tiết kiệm thời gian và nhân lực. Nhân bánh cũng phong phú, đa dạng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Mấy chục năm qua, bánh trung thu Long Điền đã thay đổi nhiều, cả về mẫu mã, chất lượng và hình thức sản xuất. Nhưng hương vị xưa trong chiếc bánh trung thu Long Điền vẫn còn nguyên vẹn. Riêng loại bánh trung thu da dột, ngoài việc giữ hương vị, các cơ sở sản xuất còn giữ luôn cả cách làm thủ công, nhào và nặng bánh bằng tay. Và có lẽ đến nay khách hàng đâu chỉ có người dân địa phương, khắp nơi từ Bắc chí Nam, thậm chí ở nước ngoài cũng đặt bánh trung thu Long Điền để ăn, để làm quà biếu, cũng vì cái vị truyền thống ấy. Thì là của mình bắt đầu khai trương hôm 14 tháng 7, nó là nhằm ngày 9 tháng 6 âm lịch á. Từ đó đến giờ bán cũng lai ra, nhưng số lượng khách hàng, bạn hàng người ta chưa có bày ra bán nhiều, nhưng mà được có mấy cái mối người ta đặt hàng ở nước ngoài như là của nước Úc á, họ đặt được 2 chuyến, mỗi chuyến 200 hộp với một chuyến 150 hộp à. Thì làm đi giao cho nước ngoài vậy thôi, chứ còn ở đây thì bạn hàng bán chưa nhiều lắm. Anh cũng thường xuyên hay mua để tặng biếu bà con trong nhà đó. Nói chung bánh ở đây thì cái hương vị này rất ngon, giá cả cũng phải chăng. Từ những nỗ lực trong nhiều năm qua, bánh trung thu Long Điền đã xây dựng thành công uy tín thương hiệu. Và hiện nay, việc giữ vững thương hiệu đang là vấn đề được các cơ sở sản xuất bánh trung thu có tiếng trên địa bàn Long Điền quan tâm hàng đầu. Theo đó, việc bảo đảm chất lượng, đáp ứng các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khi bán ra thị trường, truy xuất được nguồn gốc để người sản xuất chịu trách nhiệm với người tiêu dùng là những công việc được hầu hết các cơ sở sản xuất bánh trung thu chú trọng thực hiện. Mùa thu năm nay, các cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống tại huyện Long Điền cũng khởi động từ đầu tháng 7 âm lịch nhằm phục vụ khách hàng. Qua rằm tháng 7 âm lịch, không khí làm bánh tại các lò càng nhộn nhịp hơn. Các chủ cơ sở cho biết, bình quân mỗi một mùa bánh trung thu,
Mỗi cơ sở bánh ở Long Điền cung cấp ra thị trường từ 20 đến 30 ngàn bánh các loại, và trong đó nhiều nhất vẫn là bánh da dột. Dù vậy, theo các chủ cơ sở, bánh vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khác với các loại bánh trung thu công nghiệp, bánh trung thu truyền thống Long Điền thường được gọi là bánh tươi, chỉ bảo quản được từ hơn 10 ngày đến 20 ngày. Bánh có vỏ bánh dẻo, mềm, nhưng bánh là sự hòa quyện của nhiều loại nguyên liệu được chọn lọc và chế biến theo những bí quyết làm bánh gia truyền, nên bánh có hương vị riêng, rất thơm ngon. Cùng những nguyên liệu gần gũi như lạp xưởng, thịt nạc, đậu, mè, trứng muối, hạt sen, nhưng mỗi cơ sở sản xuất lại có một bí quyết riêng để tạo nên hương vị riêng có của chiếc bánh nơi mình sản xuất. Không, nói chung ra cái hương vị thì vẫn giữ từ xưa tới giờ, không có thay đổi gì hết. Nhưng mà loại bánh thì nó cũng nhiều loại, ví dụ như nhân thập cẩm, đậu xanh, khoai môn, rồi ba thứ nhân, thì khách ăn quen rồi, mỗi năm đều tới đặt hàng của chúng tôi hết. Thì bánh trung thu đúng là đặc sản, đúng là nghề truyền thống của huyện Long Điền mình á. Ở là cái hiệu bánh Tiếu Hân của mình thì cũng được làm khách hàng rất là nhiều. Hiện nay cũng được các tỉnh lân cận quan tâm, họ đặt hàng để họ cho công nhân hoặc là biếu nhân viên thì cũng có nhiều. Chính cái chỗ đó, cái lượng khách hàng mình nó càng ngày càng tăng á, thì nó cũng là cái động lực để cho mình duy trì cái nghề bánh của mình lâu dài. Bánh trung thu Long Điền hiện có nhiều loại từ 2 đến 15 trứng, nhưng bánh cũng đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng như bánh chay, gà quay, khoai môn, đậu xanh, sữa dừa. Theo đó, giá thành các loại bánh tùy từng cơ sở dao động từ 75 đến 100 ngàn đồng một cái. Bánh da dột loại 600 g đến 1,5 kg giá từ 400 đến 620 ngàn đồng một cái. Năm nay do giá nguyên liệu tăng nên các cơ sở sản xuất cũng điều chỉnh giá bán tăng 5 ngàn đồng một cái. Không chỉ quan tâm đến chất lượng bánh, các cơ sở cũng tập trung đầu tư cải tiến mẫu mã bao bì đẹp và bắt mắt hơn. Mỗi công đoạn sản xuất bánh, các cơ sở sản xuất bánh trung thu đều giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Và cứ một ngày làm bánh thì một ngày nghỉ để có thời gian cho bánh khô, cứng và tiêu thụ hết trong ngày, bảo đảm bánh ra thị trường luôn tươi mới. Để chủ động kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng năm Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh đều thành lập hai đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp trung thu năm nay. Xin chào ông ạ. Thưa ông có thể cho biết thì theo kế hoạch năm nay đoàn liên ngành tỉnh sẽ kiểm tra tập trung vào những nội dung nào? Kiểm tra về các thủ tục hành chính, trong đó bao gồm cả cái giấy phép kinh doanh, rồi cái giấy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, giấy khám sức khỏe của người tham gia trực tiếp chế biến sản xuất, rồi cái tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Rồi tất nhiên cũng có những cái kiểm tra một số những cái giấy tờ liên quan, rồi kiểm tra về cái điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho trong cái sản xuất chế biến, rồi kiểm tra về nguồn gốc nguyên liệu, truy xuất cái để mình có cái truy xuất nguồn gốc nếu cần truy xuất nguồn gốc, rồi kiểm tra về cái chất lượng nhãn mác, rồi chất cái kết quả xét nghiệm phân tích chất lượng sản phẩm. Riêng đối với bánh trung thu thì năm nay đoàn liên ngành tỉnh sẽ có kế hoạch kiểm tra chi tiết đối với hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào thưa ông? Năm nay thì khác với những năm trước là tỉnh sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh. Thì những năm trước là ba đoàn, thì năm nay là hai đoàn. Một đoàn thì do Sở Y tế, ngành y tế làm trưởng đoàn, mà cụ thể là chi cục an toàn thực phẩm, nên là chi cục sẽ làm trưởng đoàn kết hợp với các cái cơ quan có liên quan để mà thành lập đoàn, ví dụ như là bên Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Quản lý Thị trường, là một số đơn vị khác.
Đoàn thứ hai là do công thương, Sở Công Thương làm trưởng đoàn. Còn riêng ở Côn Đảo thì ủy quyền cho huyện Côn Đảo thành lập cái đoàn riêng. Ngoài ra, ngoài hai cái đoàn này và cái đoàn Côn Đảo thì Cục Quản lý Thị trường người ta cũng thường xuyên có những cái đội kiểm tra theo địa bàn. Đợt trung thu thì cái lực lượng kiểm tra hình như nó bao phủ khắp trên toàn tỉnh luôn. Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.